Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một số dây thả diều và tay quay diều mình mới vừa mua xong nè các bạn. Mua cũng khoảng hết 2.050.000 nha các bạn. Bây giờ cùng xem mình đã mua những thứ gì nha các bạn. Rồi đó, đầu tiên là cái tay quay diều nha các bạn. Đây là tay quay diều inox. Tay quay diều inox này là D25 nha các bạn. Mình mua với giá là 450k nha các bạn. Rồi còn đây, đây là một cái guồng để quấn dây amiăng nha các bạn. Cái guồng quấn dây amiăng này là cũng là D25 luôn nha các bạn. Mình mua với giá là 250k nha các bạn. Rồi tiếp theo, đây là cái mắc nhất nè các bạn. Đây cái cuộn dây này là cuộn dây amiăng nè các bạn. Đó, dây amiăng này để thả mấy diều bự bự, diều sáo rồi nha các bạn. Đó, thì đây là dây 2 ly 3 nha các bạn. 2 ly 3 mà 300m. Cái này 2 ly 3 300m. Mình mua với giá là 1.350.000. Đi sai thử cộng lại coi phải là 2.050.000 không? Cái này là 250, cái này 450. 250, 450 là 7. Rồi. 100. Rồi còn cái này là 1.350.000 là đúng à? Đúng. Đó vậy là cái này là 2.050.000. Đó 2.050.000 là ba cái món này nha các bạn. Đó còn đây là những cái món cũ của mình các bạn ơi. Đây. Đây là tay quay cũ của mình nè các bạn. Tại dây này nó cũng rảo các bạn. Mình chơi ở ngoài đây nè các bạn. Đường ra ngoài đây là đất sình đồ nè. Rồi mỗi lần thả nhiều quá các bạn, nó rảo dây rồi nó bị bể cái tay quay ở chỗ này luôn các bạn. Rồi dây nó cũng, mình cảm thấy nó cũng mục bớt các bạn. Nó bị tưa bớt rồi. Nên mình bữa nào mình sẽ mua một cái cuộn dây khác. Dây thường các bạn. Dây này dây 4 sợi nè các bạn. Đó, dây thường thôi. Đó thì mình sẽ mua một cái dây khác để mình thay thế. Rồi còn cái này có thể là mình sẽ sửa lại, xài đỡ các bạn ơi. Đó để quắn. Tại nó cũng còn quay tốt các bạn. Cái vòng bi này mình cho máy vô là quay nó vẫn còn tốt các bạn. Đó nó chỉ là bị hư cái chỗ quay này các bạn, với lại cái chốt khóa này các bạn. Cái chốt khóa nó bị văng mất tiêu rồi. Đó nó văng mất tiêu cái chốt khóa rồi. Bữa nào mình mở ra coi có sửa được không. Đó bị văng cái chốt khóa tiêu hư rồi. Thì cái này mà rửa lại thì chắc nó cũng sạch tí. Rồi. Còn cái này cũng vậy các bạn. Còn cái tay quay này á, thì cua bắp hơn. Đó thì cái này nó có 70-80 ngàn gì rồi các bạn. Nó cái tay quay này nó hay bị gãy cái chỗ này nè các bạn. Cái chốt chỗ này là nó có cái chốt để bấm ga để mình quay. Thì nó bị gãy nó hay bị gãy cái cục này nè các bạn. Đó mình thấy là nhiều bạn cũng hay bị gãy cục này. Đó còn cái tay quay này á, thì nó hay bị gãy cái chỗ này. Đó tại vì mà khi mà mình quay mà cái diều mà lực nó mạnh đó các bạn. Diều bự mà quay diều mà lực mạnh đó là nó sẽ dễ bể gãy này ha. Rồi thì còn cái chỗ này, cái vòng bi của thằng này thì nó dở hơn vòng bi của này các bạn. Đó vòng bi của thằng này thì nó hở nữa các bạn. Đó thì nó dễ xét, mau xét hơn. Thì mình cũng phải thường xuyên là mình tra dầu vô để cho nó trơn rồi cho nó hoạt động nó linh hoạt nha các bạn. Thì cái này bữa nào mình cũng sẽ sửa là quắn mấy cái cuộn dây nhỏ. Còn đây là cái dây diều cũ của mình. Đó dây diều cũ của mình nè các bạn. Thì hôm nay mình quắn thử cái tay quay này để mình thử coi nó như thế nào. Đó. Thì cái tay quay này mình không biết là nó xài thời gian nó sẽ như thế nào nha các bạn. Không biết thời gian nó sẽ bền như thế nào thì mình sẽ thử rồi mình sẽ review cho các bạn tiếp. Đó thì mình thấy là cái tay quay này thì nó hay gãy cái này. Quay thì nó không có sướng tay bằng cái tay quay này. Đó tay quay này nó bự hơn. Đó thì nó lại hay bị bể cái này. Tiếp theo là mình sẽ thử cho các bạn cái độ chắc chắn của cái loại dây amiăng này nha các bạn. Đó cái loại dây amiăng này á, là dây chịu nhiệt, sẽ đốt nó lên thử coi bao lâu nó sẽ đứt nha. Bây giờ trên tay mình là cái hộp quạt nè các bạn. Đó bây giờ mình sẽ lấy cái hộp quạt này mình sẽ đốt thử cái dây amiăng này thử cho các bạn cùng coi nha. Đó rồi bây giờ Chi Sai hãy khui cái cuộn dây amiăng này ra Chi Sai. Đó Chi Sai sẽ là người khui hộp. Được không? Được không? Cái này 300m là thấy nó cũng cuộn nó cũng bự bự các bạn. Không biết là cái guồng này quắn hết không. Rồi xé luôn. Xé luôn. Rồi. Rồi cuối hang. Rồi xé mạnh ra. Rồi đó. Xé ra. Đó. Rồi từ từ thôi. Rồi từ từ thôi. Từ từ thôi. Rồi coi chừng nó rối á. Coi chừng bung dây gỡ từ từ thôi. Bung dây rối á. Rồi được rồi. Để mình coi nó có đứng không nha các bạn. Đó đứng rồi các bạn. Đó dây là nó phải đứng vậy nha các bạn. Rồi. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ đốt thử nha các bạn. Đó, đốt ngắn đoạn rồi thôi nha các bạn. Đốt ngắn đoạn rồi thôi. Đó, mình đốt nè các bạn. Đang đốt nè các bạn.
Đó, đang đốt á, đang đốt á. Đó, đang lửa đang cháy á, nhưng mà cái dây chưa hề hấn gì nha các bạn. Dây chưa hề hấn gì nha. Đó, đốt nãy giờ chưa hề hấn gì. Đó, đốt nãy giờ chưa hề hấn gì nha các bạn. Để coi bao lâu nó sẽ đứt cháy nha. Rồi tắt quẹt nhưng mà vẫn chưa cháy, vẫn chưa đứt các bạn. Đó, vẫn chưa đứt nha, chưa xi nhê gì nha. Rồi bây giờ mình sẽ đốt tiếp lần thứ hai nha các bạn. Đốt tiếp lần thứ hai coi như thế nào nha. Rồi gió. Nói chung là khó cháy bạn, để mình che ở đây cho đỡ gió các bạn. Rồi đang đốt nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đang đốt. Đó đang đốt. Đó đang đốt. Nó chỉ có bốc khói thôi chứ chưa thấy nó đang xém xém đèn thôi chứ chưa thấy nó cháy các bạn. Nó không cháy các bạn. Nó chỉ là giống như nó quéo lại. Nó quéo lại, bắt đầu nó quéo lại. Rồi từ từ nó đang quéo lại. Rồi để coi bao lâu nó sẽ cháy nha. Đang quéo lại, nó đang đen, nó đang chuyển màu đen các bạn. Rồi từ từ nha. Rồi để từ từ coi bao lâu. Để coi bao lâu. Rồi bây giờ bắt đầu là coi bao lâu nó sẽ cháy đứt cái cọng dây nha các bạn. Rồi để coi bao lâu. Rồi để coi bao lâu nha. Nó vẫn đang cháy nha các bạn, vẫn đang cháy, mình vẫn đang ấy. Rồi. Đó, các bạn thấy không, dây thả diều mà chịu nhiệt như vậy á thì nó mới tốt nha các bạn. Đó, lên mà cứa lại mấy cái dây mà kia thì nó không bị nóng mà nó đứt nha các bạn. Đó, đốt nãy giờ nó. Rồi tắt quạt các bạn. Trời ơi, quéo hư hụt quạt luôn các bạn ơi. À, đốt mà nó quéo hư hụt quạt luôn. Nè, hụt quạt mình đốt mà nó quéo hư luôn các bạn. Rồi mà còn cái dây này để coi. Đó, dây giờ mới đứt nè các bạn. Đó, dây giờ kéo ra mới đứt nha. Đốt lâu lắm rồi nó mới đứt nha các bạn. Đó, chứ không phải là dễ đứt đâu. Dây này là mình thấy ok nha các bạn. Đó, dây rất là ok nha các bạn. Rồi, và bây giờ để mình cột vô cái guồng này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cột dây vô guồng rồi mình thu lại coi cái guồng này nó có thu hết được 300 mét dây amiyan này nha các bạn. À, để mình cột cái kiểu nào để cho nó bảo đảm nha các bạn. Rồi rút vô về cái trước nha các bạn. Để mối qua đây cái nữa cho nó chắc các bạn. Nói chung là cái dây này là bỏ tiền ra mua là đáng đồng tiền nha các bạn. Đốt mà thấy mà rất là lâu mới mà đứt ra các bạn. Rồi bây giờ hột quạt nó hư rồi, thôi mình sẽ buộc đại vậy đỡ nha các bạn. Để thử coi nó có tuột không các bạn. Vậy chắc không có tuột các bạn ơi. Rồi ok các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ quắn vô nha các bạn. Thì hiện tại cái dây này nó vẫn còn hơi phồng bự các bạn. Đó, thì mình quắn thì có thể là nó sẽ phồng bự, nhưng mà để mình thả vài hôm các bạn thì dây diều nó sẽ căng, nó giãn ra thì quay chắc nó sẽ cái guồng này nó sẽ nhỏ hơn nha. Rồi bây giờ để mình quắn vô tiếp nha các bạn. Thì các bạn mà chơi mấy con diều mà lớn xịn xịn thì các bạn nên đầu tư cái phần dây nha các bạn. Đó, phần dây rất là quan trọng các bạn ơi. Quắn hết 300 mét dây các bạn. Đó là cái đồ cuồng này là vừa đủ luôn nha các bạn. Rồi ok. Vậy là bây giờ mình sẽ tiếp tục quắn dây diều vô cái cuồng này nha các bạn. Đó, cái cuồng này. Rồi mình thử coi nó quay như thế nào nha các bạn. Giờ lòn qua này nha các bạn. Để mình lòn qua cái lỗ này các bạn. Rồi cái nguồn mà inox này thì nhìn thấy nó chắc chắn hơn là đồ nhựa các bạn, nhưng mà không biết lại thì như thế nào. Giờ mình mua mình xài mình test thử rồi mình review cho các bạn cùng coi nha. Nói chung là cái dây hai sợi này mình chỉ quắn dây đỡ thôi nha các bạn. Mốt mình sẽ mua cái loại dây khác nó tốt hơn, mình quắn vô cái nguồn này chơi cho đỡ phí nha các bạn. Chứ cái dây hai sợi mà gắn vô cái nguồn này nó phí quá các bạn. Tại hôm nay mình chưa có mua mấy dây kia, lấy cái dây cũ này mình thử cho các bạn cùng coi thôi. Rồi, ở đây là một vòng bi các bạn. Đây là một vòng bi. Ở đây là một vòng bi nha. Nhưng mà mình thấy cái vòng bi này hơi rít nha các bạn. Vòng bi này mình thấy bi rõ nha. Thì nó hơi rít, để bữa nào mình sẽ xịt dầu vô. Còn cái vòng bi này thì không có thấy, cái chỗ vòng bi chỗ này thì không có thấy bi nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ thu cái này vô nha các bạn. À, cái dây diều mà quay mà không có thả diều các bạn, nó không có siết dây nữa các bạn. Nó rời rời nè. Nhưng mà cái hàng này thì cái guồng nó bự hơn các bạn. Đó, thì nó sẽ đỡ bị bung dây ra. Để mình bây giờ mình quấn chậm chậm lại để cho nó rút cái mấy cái dây này nha các bạn. Rồi xong rồi mình sẽ thả một con diều nào đó để mình thu về. Mình thử coi là quay cái sức quay của nó như thế nào nha các bạn.
Rồi ok. Đó, như vậy là mình đã quắn xong rồi nha các bạn. Thì đây là cái con diều đại bàng, mình sẽ thả thử coi như thế nào nha các bạn. Trời muốn tối luôn các bạn ơi. Làm quắn mấy cụ dây vô là trời muốn tối luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chi sai thả thử coi như thế nào nha các bạn. Rồi chi sai thả đi. Trời đất ơi, chi sai thả diều rồi. Nhanh lên, giật lên, đại bàng mà còn không ấy nữa. Giật, cầm dây giật chứ không phải cầm cái quay, không có cầm cái tay quay. Cầm cái dây. Rồi đâm diều cho chi sai luôn nha các bạn. Thấy chi sai là mình quải lắm luôn các bạn. Thả diều mà đưa chi sai là hồi nữa là hả hư bột cái đường hết. Đi lại đây nè, đứng ngay đó, ngay cái góc ngay đó rồi hồi nữa rồi sao mà ấy. Bung luôn nè. Tự nhiên quay vậy chứ vậy? Trời đất ơi. Cái đã kêu là cầm cái dây diều. Cá kêu cầm cái dây diều để giật mà làm vậy chạy vậy trời. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi, thiệt tình. Trời đất ơi, nhìn chi sai thả diều kìa. Rồi thả dây ra. Giật vừa thả dây ra. Trời đất ơi, thả dây ra. Thôi dướng dây điện. Stop. Trời đất ơi, thiệt tình luôn các bạn ơi. Thôi để mình thả chỗ lẹ các bạn ơi. Siêu sao trong làng thả diều nha các bạn. Ồ đất ơi, này phải dạy lại mấy khóa. Để mình thả cho hết cái dây này ra luôn, để mình quắn lại cho cái cuộn dây mình nó đẹp nha các bạn. Rồi đang bị vướng rồi, hết rồi. Rồi hết dây nha các bạn. Đó bây giờ mình sẽ thử thu quay vô coi nó nhẹ nha các bạn. Nói chung là quay vô im ru luôn các bạn. Ru là bởi vì không có gió. Nói chung là giờ con đại bàng này nó nhỏ các bạn ơi. Đại bàng này nó nhỏ với lại chắc cũng ít gió. Nhưng mà để bữa nào mình sẽ thử con diều bự rồi coi như thế nào nha các bạn. Rồi ok. Thôi là cái clip mình review cái tay quay diều nè các bạn. Với lại mà dây thả diều đó, đến đây xin được tạm dừng nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Giờ trời tối quá các bạn ơi. Thì cái tay quay diều này thì mình cảm giác là nó vẫn chưa êm mấy nha các bạn. Để mình về mình kiếm chỗ để mình tra dầu đồ vô coi quay coi nó có sướng hơn nha các bạn. Này quay nó vẫn còn khựng khựng ít. Đó, có thể là mới hàng mới các bạn. Hàng mới thì nó cũng chưa có trơn tru cho mấy. Rồi. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha.